Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng con nhà giàu. Ồ lộn lộn, con nhà nghèo. Qua bao nhiêu năm đổi thay rồi các bạn ơi, lớn lên thì mình giàu. Úi giời ơi, ngầu chưa, đậu xe xuống luôn nè. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là dàn siêu xe của mình. Nào là có xe bò nè, ồ lộn, Lamborghini nè, nào là có Bugatti nè, còn có cả xe điện Tesla nữa các bạn ơi. Wow, chào các bạn cái coi nào. Đấy, hello, xin chào tất cả các bạn. Thấy dàn siêu xe của mình chưa? Đấy, ok. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục với Two Hip Words. À, không biết là đọc có đúng không nữa. Để làm gì? Thì ngày hôm nay mình muốn hỏi các bạn một câu thôi. Các bạn có biết người được mệnh danh là Thánh Phòng Tôm đấm một phát là nghẽo luôn tên là gì hay không? Các bạn nhanh tay bình luận ở bên dưới cho mọi người biết nào. Ê, cái xe nó trôi rồi kia. Bình luận lẹ lên các bạn. Rồi, ok. Chắc có lẽ các bạn cũng đã biết đó là ai đúng không? Đó chính là Thánh Phòng Tôm Saitama. Ui, thanh niên đó gọi là hạ đấm một phát gọi là nghẽo luôn các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ gọi là hạ sở hữu sức mạnh của Thánh Phòng Tôm ở trong Two Tip Wars. Đấy, ghê, xuống xe nào. Đấy, mới vô đi chiếc xe đạp mà màu đỏ BD. Ủa đâu chiếc xe đạp đó, tiêu rồi. Quay quá, chiếc xe đạp màu đỏ BD của tôi. Trời ơi, what? Chiếc xe đạp này tự chạy luôn các bạn. Quay quá. Ok, mà mình không hiểu tại sao nha. Mỗi lần mà mình vô cái game Two Tip Wars này á là mình liên quan tới màu đỏ BD không các bạn. Mặc cái áo màu đỏ BD, đeo cái đồng hồ màu đỏ, đi cái xe màu đỏ, nóc nhà cũng màu đỏ luôn các bạn. Mình không hiểu tại sao nữa. Nè nè, còn cái này nữa nè. Chiếc mô tô màu đỏ, chiếc xe Bugatti cũng màu đỏ luôn. Wait, what? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Oh my god, mình không hiểu được luôn các bạn ơi. Rồi ok, đẩy chưa nè. Đeo mắt kiến màu đỏ luôn các bạn. Các bạn thấy có ảo không? Quá ảo luôn đúng không? Rồi ok, bây giờ thì mình đã nói rồi là ngày hôm nay mình sẽ sở hữu sức mạnh của Saitama. Và mình quyết định là sẽ phải được 5 sao ở trong cái tựa game này. Tại vì lần trước mình chỉ được 4 sao thôi các bạn. Mình cố gắng lắm mà không được 5 sao. Các bạn nhìn chiếc Lamborghini này đẹp không? Xe bò các bạn, rất là đẹp luôn không? Nhưng mà mình sẽ chọn chiếc Bugatti này. Tại vì lần trước mình chưa có đi. Đấy, cho các bạn coi sức mạnh của Bugatti nè. Xe này hơi bị đỉnh luôn các bạn. Siêu xe đấy. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, let's go. Oh my god, wow. Ok, rồi xong rồi, chờ thử xe xong rồi chạy vô bán luôn. Test xe xong rồi, bây giờ chạy vô bán luôn các bạn ơi, bán xe luôn. Rồi, nhắm định giá chiếc siêu xe này được nhiêu. Chiếc siêu xe này hơi bị đỉnh đấy. Màu đỏ BD luôn. Ok, nhắm combo được nhiêu. Để coi con người ta. 183 đô, quá bèo. Ok, bèo quá các bạn ơi, có nên bán không ta? Ok, không bán. Bây giờ mình phải lên trên đỉnh núi trên kia để lấy được sức mạnh của Saitama. Các bạn thấy mình đi chiếc mô tô cào cào không? Quen, lên luôn anh em ơi, lên luôn. Quen, ghê chưa? Lên đỉnh núi luôn các bạn. Xe này hơi bị đỉnh, leo núi hơi bị kinh. Ok, go. Nhanh ơi, chừng rớt dưới, chừng rớt dưới. Rồi ok, lên dốc nào, lên. Đấy, thì ra là nó có cái đường để đi mà mình không đi, mình đi đường tắt. Phải lên trên đỉnh núi nha các bạn, để chúng ta gọi là hấp thụ gọi là sức mạnh của tự nhiên, để có sở hữu được gọi là sức mạnh của Thánh Phòng Tôm Saitama. Rồi ok, wow. Ở trên đây có tiền. nè các bạn ơi. Không thấy sức mạnh đâu. Ơi không, người ta nói là tiền là sức mạnh mà đúng không? Đấy, lên đây lượm tiền là có sức mạnh liền. Rồi ok, hãy cho ta sức mạnh, hãy ánh sáng mặt trời. Oh my god, té rồi. À, đứng dậy nào. Trời ơi, tự nhiên hả, đang đứng sát đánh các bạn. Oh my god, ôi trời ơi, lăn kìa. Trời ơi, như là đang đóng phim vậy các bạn ơi. Đứng dậy nào. Ô, các bạn thấy cánh tay của mình không? Cánh tay của mình bây giờ nó đã rực lửa lên rồi. Các bạn thấy chưa, rất là ngầu luôn các bạn. Không biết là mình đã có sức mạnh chưa ta. Ui, có cái thuyền đang đi các bạn ơi. Có cái thuyền đang đi kìa. Ok, nhưng mà mình không có thể nào mà leo. Ui, té nữa rồi. Ui khoan, Saitama gì mà yếu đuối vậy? Mình nhớ là Saitama nó sức mạnh nó ghê lắm mà. Trời ơi, đứng dậy đi ông ơi. Nằm cái gì mà nằm hoài vậy? Rồi ok, mình sẽ xuống thành phố. Trời ơi, té nữa kìa. Sao mà yếu vậy? Trời ơi,
mình thấy mình lên ngọn núi này mình thấy mình còn yếu hơn lúc bình thường nữa các bạn. Được rồi, bây giờ ui ghê, bây giờ mình phải lấy chiếc xe nào đó để đi cho nó ngầu các bạn ơi, chạy về thành phố lâu lắm. Đây rồi, đây là chiếc ghế thần kỳ nha các bạn, đừng có đùa, nhìn nè, chạy nè, đó, còn nữa nha, yeah. Tăng tốc lên là ngửa ra liền các bạn, nằm ngửa ra luôn thấy không? Các bạn thấy chưa? Các bạn có chiếc ghế nào như vậy không? Ok, có chiếc ghế nào như vậy không? Ren, cút cút ra. Ôi, có đường leo lên luôn kìa. Đây rồi, đến lúc anh biểu diễn rồi. Hãy nhìn sức mạnh của chiếc ghế đây. À không, nhiều tốc độ của chiếc ghế đây. Lộn con mèo. Oh my god, rồi cắm đầu xuống đất luôn, hình quá chưa sao. Rồi ok, tiếp tục nào. Oh my god. Đây, chúng ta đã tới nơi của chú cảnh sát rồi, đồn cảnh sát rồi. À, có một thanh niên đang chạy trâu, đang nhảy. Úp, Gangnam Style. Đấy, thấy chưa, nó nhảy kìa. Đấm nó, này thì ta. Ôi trời, nó lộn. Mình đánh nó mất lộn cùng mèo luôn bạn ơi. Ta. Ủa sao kỳ vậy? Wow. Trời. Nó văng cả 100 mét các bạn. Ôi trời, chú cảnh sát ơi. Không làm gì đâu. Con có làm gì đâu chú cảnh sát. Ôi sao chú cảnh sát gặp mình bỏ chạy ta, chắc là thấy mình có sức mạnh của Saitama rồi nên sợ gì. Oh my god, mấy bà trực thăng trên đầu mình kìa. Ơi cái gì vậy, chắc là thấy mình có sức mạnh của Saitama nên sợ chứ gì. Hãy nhìn sức mạnh của con đây. Tròn. Ủa gì kỳ vậy trời, đánh một hồi sao văng kìa. Bình thường làm gì mà văng tôi đó được. Oh my god, mình không ngờ là mình sở hữu sức mạnh của Saitama, mình mạnh đến như vậy luôn bạn ơi. Đấm một phát văng luôn. Đây là chiếc ghế của mình, thấy chưa? Rồi để mình vô mình thử rồi. Mình thử cái anh này con. Ôi chạy gì vậy? Chạy đâu vậy? Oh my god. Ôi trời té luôn kìa. Cái này mình không biết nha, tự nhiên té bạn, tự nhiên dấp té. Rồi cố lên, để xem coi nè. Wow. Các bạn hiếp thì đánh xa gồm đúng là sức mạnh của Saitama đó các bạn ơi. Rồi ok, chúng ta đã có sức mạnh của Saitama rồi. Vậy thì chúng ta phải gọi là hạ, gọi là làm sao ta? Đúng rồi. Trở lên năm sau các bạn. À, rồi né ra nào. Trời ơi ghê chưa, sức mạnh này khủng khiếp thì các bạn, sức mạnh này coi bộ còn dữ hơn của Saitama nữa các bạn ơi. Ok, chạy. Mình không gọi là, không có gọi là hạ đụng vô mấy chú cảnh sát đâu, mà bây giờ mình sẽ gọi là hạ đi mua gọi là cái gì các bạn ơi. Quá ra. Ok, mình đang crazy là cái gì. Oh my god, à mình lấy xe tăng mà mình gọi là hạ nhào lộn đúng không bạn ơi. Lộn cung mèo. Ơi dừng lại, hãy chưa. Các bạn thấy xe tăng của mình đỉnh chưa? Rồi chú cảnh sát ơi, để con mua súng cái đã. Bình tĩnh, để con mua vũ khí cái đã. Mua, rồi ok, bình tĩnh nào. Oh my god, no. Chạy. Cẩn thận bị bắt các bạn ơi. Cẩn thận bị bắt nha. Rồi ok, quanh chú chi. Yeah. Ui, mình dính đạn luôn các bạn, nhưng mà không sao, lại dính đòn các bạn, không sao. Chúng ta vẫn có vũ khí đó là hạ tiền đó bạn. Tròn hết tội thấy chưa? Vung tiền qua cửa sổ là hết tội ngay. Rồi ok, bây giờ là mua luôn nè. Rồi mua cái này luôn các bạn, mua cái này luôn. Rồi ok, cái này là cái gì ta? Cái này nè, cái này là cái còi các bạn ơi. Thôi lướt luôn. Rồi ok, bây giờ mình mua đạn nha. Mua đạn cái đã các bạn ơi. Đợi mình tí. Rồi mua. Mình gọi là hạ sở hữu sức mạnh của Saitama rồi, nhưng mà tại sao mình cần súng? Tại vì bây giờ á nhiều cái mình sẽ phải cần súng để sử dụng các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ anh bét rồi đấy. Cần súng vô nè. Đấy. Rồi mua vô. Rồi mình cảm thấy là bây giờ mình bét rồi đấy. Tôn. Rồi trả tiền nha. Nhìn trả tiền đó bạn ơi. Dạ, trả tiền theo kiểu văn chơi. Phiu gom. Kìa trả tiền theo kiểu văn chơi các bạn. Win Lamborghini. Đấy. Bây giờ là đi kiếm chuyện chứ các bạn ơi. Ok, đi kiếm chuyện trước để coi gọi là bị sao cái đã. Đấy. Ui xui, cái gì vậy? À đúng rồi, có cách rồi. Rồi, nhắm vô. Né ra. Wow, what? Cái xe nó chạy ngang qua mình làm cái gì vậy ta? Ảo thật đấy, trời ơi. Ơi khoan, từ. Ảo. Ui chạy. Bây giờ mình đang bị mấy chú cảnh sát gọi là để ý rồi, cho nên là mình phải bình tĩnh các bạn. Mà sao sức mạnh của mình Saitama mà đánh quá trời mà một hồi sau mới gọi là ngẽo bạn. Ấy thấy không? Ảo không? Hai sao rồi. Bây giờ là sức mạnh của Saitama là phải quẩy các bạn. Quẩy gọi là hạ tới nơi tới chốn luôn. Ủa thanh niên này nhảy dữ ta. Ghê đáng hả. Vô gom, mình cũng đang nhảy theo thanh niên này nè. Rồi ui đánh mình luôn cơ, anh niên này ảo thiệt chứ, đánh mình luôn. Ai chá. Đúng là thánh phòng tôm có khác các bạn ơi, mới đấm có một cái mà thanh niên đó gọi là hạ bay múp dĩa cà xa luôn. Ui chú cảnh sát này bự vậy. Ui bự quá bạn ơi.
Trời ơi, đúng là thánh phòng tôm có khác. Nhưng mà bây giờ thánh phòng tôm, ủa sao sao mình là thánh phòng tôm Saitama rồi mà sao mình lại dẫn mắt máu ta? Mình là One Punch Man rồi mà. Cái này là chưa thành One Punch Man được rồi các bạn ơi. Dẫn mắt máu nè, nhưng mà đâu phải là đấm một cái là nghẽo luôn đâu. Đấm quá trời nè các bạn không? Trời quá trời luôn, mấy nghẽo. Oh my god, mình sắp nghẽo. Oh my god, ngẫm của tội. Trong mặt quá. Mình đang chơi đu quay các bạn ơi. Rồi các bạn thấy chưa, đang chơi đu quay nè. Thôi xuống đi, chóng mặt quá. Cái đu quay này nó quay nhanh quá các bạn ơi. Rồi, nãy giờ thì mình đã gọi là hả, sở hữu được gọi là sức mạnh của Saitama ở trong Two Thief Wars. Nhưng mà sức mạnh lúc đầu tiên của mình á còn khá là yếu. Nhưng bây giờ sau khi mà mình đã gọi là hạ trở nên 2 sao rồi thì sức mạnh của mình đã tăng lên rất nhiều các bạn. Bây giờ các bạn coi nè. Hello, à chống nạnh nói chuyện à. Cử giữ ngầu ấy bán cho con mấy cái bánh donut đi. Bán bánh donut được không? À không bán các bạn. Để mình thử coi nha. Ghê chưa, sau khi mà gọi là hạ sức mạnh của mình, gọi là hạ cái gì ta, gọi là như thế nào ta, kiểu như là hạ bị 2 sao rồi đó, cho nên là sức mạnh của mình nó đã tăng lên được rồi các bạn ơi. Cho nên là bây giờ á mình sẽ gọi là đi tìm đối thủ các bạn ơi. Rồi ok, bây giờ là đối thủ nào sẽ gọi là ra đánh nhau với mình đây. Ở khoan, bên đây có xe gì nè. Ui, bên đây có what, wow, taxi hạng xịn luôn các bạn. Cái này là gọi là taxi, gọi là hàng xịn luôn nè. Taxi mua trần. Xe taxi này là chỉ dành cho những người gọi là hạ đại gia thôi. Anh ơi, đi xe không anh? What? Cái taxi này bay luôn à? Ảo thì chứ. Rồi thôi, không ai đi xe hết. Bây giờ á, sao? Ui, bịt khẩu trang nữa phải không? Người ta rất là đàng hoàng luôn. Rồi ok, thanh niên này. À, màu hồng nam tính. Anh tha cho đó, nhảy vậy. Ok, thấy mình nhảy rồi, anh tha cho đó. Bây giờ nè, để mình thử coi sức mạnh của Saitama là phải phá hủy được cái xe đúng không? Chà, rồi để xem coi cái xe như thế nào nha. Ok. Wow, một đấm một cái xe kìa. Oh my god, trời ơi, sức mạnh bá đạo trên từng hạt gạo rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình một sao rồi, nhưng mà nhờ hồi nãy mình 2 sao, mình đã tăng sức mạnh lên rất là ghê. What? Hụt nè, không có hụt đâu. Không có hụt đâu bây giờ. Ui, bây giờ là mình 2 sao rồi. Mình dám chắc với các bạn là mình sẽ gọi là hạ bị chi đuổi rất là ghê luôn các bạn ơi. Watcha. Đấm con cái mà bay đi múc chỉ là xa luôn vậy sao được. Trời ơi. Ở đây có cái xe gì bự vậy? Trời. Ở đây có cái xe máy cày nè các bạn. Quá dữ. Cái xe máy cày này mình đánh coi là cũng gọi là hạ cũng banh luôn các bạn ơi. Này trời ơi. Thấy chưa, mình mới đấm con cái mà cái xe máy cày nổ luôn các bạn. Mất tiêu luôn rồi. Oh my god, quá ghê. Ở đây là cái nông trại đúng không? À, có cái xe này ngon nè. Được, cái xe này bữa mình chưa đi đúng không? À, rồi ok. Xin mấy chú hãy né ra giùm con. Ây da, con không có cố tình đâu. Con chỉ cố ý thôi. Rồi, bây giờ trở về thành phố phá đảo thế giới ảo nào. Ok, ôi trời. Thấy chưa, các bạn thấy chưa? Mấy chú cảnh sát bắt đầu là lái xe tới rồi đó các bạn ơi. Bắt đầu là quẩy rồi đấy. Rồi ok, xuống xe. Này thì ghê chưa, 3 sao rồi nha. Hôm nay quyết tâm là 5 sao nha các bạn. Trời, cái xe con nít. Cái... Wow, cái xe. Ghê thiệt. Đâu, để mình thử coi cái xe này nó có văng ra ngoài không. Để mình thử mình đánh cái xe này coi. Sức mạnh của Saitama mà đánh cái này không văng được. Ủa, cái gì xì khói luôn à. Ảo vậy. Ô. What? Chà. Rồi ok, mình không ngờ mình mạnh đến vậy luôn bạn ơi. Mình không ngờ mình mạnh đến như vậy luôn á. Mình không ngờ mình lại sở hữu sức mạnh của Saitama ở đây. One Punch Man. Ok. Rồi còn ai nữa không? Hết rồi các bạn ơi. Mình không còn đối thủ nào nữa bạn ơi. Ui, mấy chiếc siêu xe của mình đâu rồi? Ok, mình nãy giờ mình làm vậy. Ui, 4 sao rồi bạn ơi. 4 sao rồi. Tuyệt vời mặt trời. 4 sao rồi. Về nhà ngủ dắt cái nào. À, đánh nhau à. Về nhà ngủ dắt các bạn ơi. Bây giờ các bạn thấy là mình gọi là y như là bá đạo luôn các bạn. Không có bị sát thương gì luôn. Rồi ok, đây cái xe nhà mình đúng không? Cái xe nào? Đập cái xe luôn. Ơ, đập cái xe không được à? Ơ, đập đấy, đập cái xe luôn các bạn nhìn nè, cái xe nổ nè. Boom! À, có trực thăng rồi, từ từ bình tĩnh. Có trực thăng rồi các bạn ơi. Mình phải gọi là hạ canh cái trực thăng này. Cha! Ô hụp kìa. Hụp. Cha! Sao không trúng nha? Trúng nào? Trúng. Ui hụp kìa. Oh my god. Cái gì nha? Trực thăng bắn mình à. Oh my god, căng rồi nha. Đây là trận chiến giữa mình và trực thăng. À!
mấy chú cảnh sát đứng trước mặt mình cho nên là mình bắn trúng. Trời ơi, mình không biết các bạn. Rồi ok, mình phải canh đúng cái chiếc trực thăng này. Mình phải hạ được nó. Yay! Yes! Woo! Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Oh my god, quá ghê các bạn ơi. Bởi vậy lý do tại sao mà mình mua thêm những cái cây gân này là vậy đó. Sức mạnh bây giờ cho... Ui trời ơi! Why? 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 Trời ơi các bạn thấy ghê chưa? Khi mà mình đã 4 sao rồi là không có còn gọi là hả? Gọi là tha thứ gì đúng không bạn ơi? Này thì muốn tha thu à? Muốn tha thu hay là tha thứ? Á chá! Trời ơi, mạnh quá bạn! Sao mình đánh không có tác sát thương ta? Được rồi, mình phải tập trung vô mình đánh cho nó trúng. Tại vì mấy cái xe này ủi rất là ghê nha bạn. À rồi, kẹt rồi, xong rồi. Kẹt rồi. Úi giời ơi. À, cay thế nha. Đứng lên nào, mình phải đứng lên. Phải đứng lên. Này thì trời ơi. Tính ra mấy cái xe này nó còn mạnh hơn Saitama nữa bạn. Có thể gọi là hạ không, mình tại vì mình đụng trúng bạn cho nên là đánh, mình phải đánh trúng trúng trúng. Úi giời ơi. Rồi, chuẩn bị nè. Bum! Thấy chưa? Ôi, đội đặc nhiệm. Các bạn, cái này là đội đặc nhiệm các bạn ơi. Oh my god. Wow, mình muốn về nhà ngủ mà sao bây giờ mình đi tới đâu luôn rồi trời. Wait, what? Cái xe. À, cái xe này bị kẹt rồi. Các bạn nhìn nè. Ui, các bạn nhìn chú cảnh sát kìa. Hello. Này tì rồi, xong rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Boom! Oh my god, ghê chưa? Trực thăng tới rồi. Mình không để bị bắt đâu. Đừng mà. Xe của mấy chú cảnh sát nè, các bạn nhìn nè. Nhìn sức mạnh của Saitama nè. Nè, đã đánh trúng cái là... Ui, không trúng à. Trúng nào rồi, trúng rồi đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn nè. Chuẩn bị nè. Boom! Wow, cái gì mà sao mà... Quá trời, quá đất vậy. Trời ơi, trực thăng dí theo mình quá trời luôn các bạn ơi. Bây giờ mình phải gọi là hạ, mình phải đánh mấy cái người này trước đã. Mấy người này đội đặc nhiệm các bạn ơi. Đội đặc nhiệm nè, rồi ok, đổi, rồi ok. Nhắm nào, nhắm thật kỹ. Kỹ, trúng ơi, không được rồi, chạy. Wow, đừng có lấy cái xe của con. Rồi lên, đấy, bay nào, bay lên trên mọi người, nhanh lên. Sao mà cứ cắm đầu xuống đất không vậy? Úi giời ơi. Bây giờ là có xe bay rồi các bạn ơi, cho nên là không có gọi là sợ gì hết á, cứ bay bình thường thôi. Tại vì mình có thể khả năng mình bay được mà. Uyên, ghê chưa? Rồi stop, xuống. À, cái xe này có thể bay các bạn ơi. Rồi ok, các bạn nhìn mình đánh cái xe nè. Nè, đó, mới đánh con cái mà nó gọi là xì khói luôn. Các bạn thấy ghê chưa? Cái xe của mình nó bay chảnh sao mình lái ta. Ôi, trời ơi. Toan rồi, từ. Ở đâu vậy? Ở đâu sao có mấy chú cái này? Toan. Nghe âm thanh, sao người ta nghe âm thanh mà người ta không bị làm sao hết ta? Rồi mình sẽ cho cái chú này nhảy đi nào. Ta go up Gangnam Style. Ok, hơi bị ảo một tí. What? Úi chạy, sắp bị bắt rồi. Mình 5 sao bạn. Trời ơi, thấy không? Sức mạnh của mình mà đánh người mà cái máy bay cũng rớt luôn rồi, các bạn biết khủng đến cỡ nào rồi đấy. Up Gangnam Style nào. Wow, đánh hụt bạn ơi. Cha. Wow, mạnh quá các bạn ơi. Mình không ngờ mình lại sở hữu được sức mạnh của Saitama luôn các bạn. Mình quá bá đạo. Úi giời, đấy thấy chưa? Đấm một phát một lần ngẽo luôn. Đấy thấy chưa? Wow, bây giờ không còn đối thủ nào luôn các bạn ơi. Ủa sao kỳ vậy? Chẳng lẽ mình 5 sao mà ít xe ta phải đưa chẳng hạn như là xe tăng đồ tới chứ. Đúng không? À, đằng kia có xe của đội đặc nhiệm kìa. Đây các bạn ơi. Ui nó ủi mình đấy, Ok, ủi à. Ui biết ngay nó sẽ ủi mình mà. Xe của đội đặc nhiệm nha các bạn. Xe đó là rất là bự các bạn. Xe đó bọc thép hay gì á, cho nên là rất là ghê. Ui cái xe của mình nó bay tới đây luôn rồi kìa. Rồi ok, cơ hội của mình đã tới. Rồi xong rồi, cái xe này xì khói chưa. Ok, nó chưa xì khói nữa bạn. Ôi, chẳng thật. Oh my god. Wow. Nè, bây giờ cái xe nào chạy ngang qua mình cũng đánh được luôn nha các bạn. Các bạn nhìn này nha. Chiếc xe này, né nó ra. Đánh nó. Ui đánh hụt các bạn ơi, đánh hụt. Này thì có chiếc taxi. Ở lộn, chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt nè các bạn, Nè, nhìn nè. Nhìn nè, rồi chiếc xe buýt này xong rồi đó, đấy chưa? Ui, chúng máy bay. Chiếc xe buýt nổ, chúng máy bay rớt luôn bạn. Rồi, thêm chiếc, tiếp tục chiếc này. Chiếc này là cái chiếc xe của cái chú đội đặc nhiệm. Rồi, ok, nó xì khói là nó teo rồi đó. Úi giời ơi, ghê chưa? Đánh vậy nó mới đã các bạn. Rồi, đó rồi. Chà, thôi tha đi. Bây giờ mình đang cần có một chiếc xe chạy ngang qua mình. Cần một chiếc xe, đây, chiếc xe bán xúc xích. Chiếc xe bán hot dog các bạn. Nhìn nè, từ từ, để sợ nó ủi mình quá.
Này thì nè, đang chạy nè. Đấy, các bạn nhìn nè nha, chuẩn bị nè. Woo, lên nữa, thấy chưa? Chạy cỡ nào cũng không thoát được mình. Tại vì bây giờ mình thực sự là mình có một cái sức mạnh phải gọi là bá đạo quá bạn. Có lẽ là mình sẽ gọi là phải gọi là nhìn dừng tại đây thôi, tại vì mình phá thành phố hơi bị nhiều rồi đấy. Mình không nên phá nữa các bạn ơi. Rồi ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với các bạn nhiều cao nếu các bạn là fan chính muốn ủng hộ mình nha. Các bạn thấy mình giống dân chơi không? Dân chơi biển khơi luôn, các bạn thấy chưa? Rồi ok, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye. Bây giờ mình đang gọi là bị bắt quá trời luôn các bạn.